Ngày nay, việc du học Úc đã trở nên dễ dàng hơn đối với các bạn du học sinh khi chính phủ Úc đã áp dụng một số chính sách mở cửa, giảm bớt những yêu cầu và điều kiện chứng minh tài chính đối với các bạn du học sinh cũng như những người có nhu cầu làm việc và định cư tại Úc. Các chương trình học bổng tài trợ học phí cũng đã góp phần biến những khát khao du học sớm trở thành hiện thực. Trong chuyên mục tư vấn du học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với các chuyên viên tư vấn đến từ công ty Tân Đại Dương để cùng tìm hiểu những thông tin bổ ích về chương trình học Anh văn và chương trình học thạc sĩ tại Úc. Xin được chào các vị khách mời đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Và xin được giới thiệu với quý vị, đây là chị Lê Ngọc Bích và chị Trần Mỹ Kim, là các chuyên viên tư vấn công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Như chúng ta cũng đã biết thì tiếng Anh cũng giống như bất kỳ một ngôn ngữ nào khác. Thì cái cách tốt nhất để chúng ta có thể nâng cao Anh ngữ đó là được sống cùng và giao tiếp với lại người bản địa. Và du học Anh văn tại Úc sẽ mang đến cho các bạn cơ hội sử dụng và cải thiện Anh ngữ hàng ngày. Chị Kim có thể cho biết những cái chương trình học tiếng Anh tại Úc như thế nào được không ạ? Dù cho bạn có trình độ Anh ngữ của bạn ở bất cứ trình độ nào thì ở các trường ở Úc đều có các chương trình học phù hợp với trình độ cũng như là nhu cầu và mục đích của bạn. Và hầu hết các cơ sở giáo dục ở Úc thì đều có các cái trang thiết bị cũng như là phương tiện nghe nhìn. Trong các trường cũng như là thư viện và lớp học đều có trang bị các công nghệ hiện đại. Và hiện tại thì ở Úc là có 6 cái khóa học Anh ngữ phổ biến, là đầu tiên là Anh ngữ tổng quát. Ngoài ra thì còn có Anh ngữ vì mục đích học thuật, Anh ngữ vì mục đích đặc biệt và luyện thi. Và còn có chương trình Anh ngữ chuẩn bị cho chương trình trung học phổ thông. Và có một cái khóa Anh ngữ gọi là Anh ngữ tham quan học tập. Khóa Anh ngữ này thì dành cho những người mà có cái kỳ nghỉ ngắn hạn và muốn đi học tập tiếng Anh. Và các khóa học chính quy thì tại Úc là thông thường kéo dài từ 4 cho tới 48 tuần là phù hợp cho các bạn. Thông thường thì hàng tuần thì các bạn sẽ có khoảng 25 tiếng để mà học, bao gồm là việc học trên lớp và cái việc học tự học ở nhà.